Xin chào tất cả các em. Sau đây cô hướng dẫn các em học bài 22, ôn tập chức năng. Chương trình hóa lớp 11, một lớn hệ thống hóa kiến thức. Dẫn xuất halogen, công thức tổng quát RXR. XR là halogen, R là gốc alkyl từ 2C trở lên. Khi có điều kiện là NaOH, C2H5OH nhiệt độ, thì ở đấy thực hiện phản ứng này là phản ứng tách tạo thành alkyn. Còn khi đun với NaOH mà nhiệt độ thì thực hiện phản ứng thế tạo thành alcohol ROH. Ta thay thế Xơ này bằng nhóm OH. Tính chất hóa học của alcohol: một là tác dụng được với Na tham gia phản ứng thế H ở nhóm OH tạo ra RONA và giải phóng H2. Phản ứng thứ hai là phản oxy hóa, thì alcohol bậc 1 sẽ tạo ra aldehyde, còn bậc 2 sẽ tạo ra ketone. Ketone. Khi đun nóng với axit sulfuric đặc, nếu ở 140 độ C thì tạo ra ether và nước. Còn đun ở 180 độ C, alcohol nó đun trước mạch hở từ 2C trở lên, tạo thành alkyne và nước. Còn đến hợp chất phenol, có các tính chất phản ứng với NaOH và có thể phản ứng được với Na. Đây là tính chất của nhóm OH tạo thành muối. Phản ứng với dung dịch brom. Brom dung dịch tạo kết tủa màu trắng. Phản ứng này là thế H ở vòng benzin hoặc là vòng thơm. Còn khi đun với HNO3 đặc, H2SO4 đặc là phản ứng thế nitro. Thì nhóm NO2, và một khi đã thế thì thế ở cả ba vị trí. Picric có công thức, picric acid có công thức như sau. OH, và đây là NO2. Các em hay nhầm lẫn là NO3 nhé. Thì nitro, nhóm NO2 thôi. Tên gọi thông thường là picric acid. À, vậy đó là những cái tính chất học cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng. Bài 1. Câu 1. Cho các hợp chất hexane, bromo, ethane, ethanol, phenol, phenol. Trong các hợp chất này, hợp chất tan tốt trong nước đó là ethanol. Câu 2. Phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiêm thuộc loại phản ứng. Ta thay thế Xơ bằng nhóm OH. Đó là phản ứng thế. Câu 3. Cho các phát biểu sau về phenol. Và yêu câu hỏi là số phát biểu đúng. Phenol có nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. Đúng, bởi vì phenol là chất rắn, còn ethanol chất lỏng. Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH. Đúng. Cụ thể, phương trình là C6H5OH cộng với NaOH sẽ tạo thành C6H5ONa và H2O. Phenol phản ứng được với dung dịch Na2CO3 tạo thành C6H5ONa và NaHCO3. Dễ, phản ứng thế ở vòng thơm của phenol dễ hơn thế vào vòng benzin. Đúng, vì tham gia phản ứng thế với Br2 thì ở trong dung dịch đã phản ứng, và một khi đã phản ứng thì phản ứng cả thế cả ba vị trí. Đáp án D. Câu 4. Câu 4. Silicon là một hợp chất hữu cơ được sử dụng như một chất tạo ngọt tự nhiên, có vị ngọt như đường nhưng có hàm lượng calo thấp, nên được đưa thêm vào các sản phẩm chăm sóc răng miệng như kẹo cao su, kẹo bạc hà, thực phẩm ăn kiêng cho người bệnh tiểu đường.
Silicon có công thức cấu tạo như sau. A nhỏ, silicon thuộc loại hợp chất alcohol đơn chức hay đa chức. Vậy ở đây chúng ta thấy rằng nó có nhiều nhóm OH, mà cụ thể trong công thức cấu tạo này là có 5 nhóm OH. Do đó, thuộc loại polyalcohol hoặc là alcohol đa chức. Hoặc là polyalcohol. B nhỏ, dự đoán silicon có tan tốt trong nước hay không? Dự đoán là do có nhiều nhóm OH. Vì vậy sẽ tạo được liên kết hydrogen. Với nước. Do đó sẽ tan tốt trong nước. Câu 5. Hợp chất X hiện nay được sử dụng phổ biến trong công nghiệp làm lạnh để thay thế CFC do X không gây hại đến tầng ozone. Biết thành phần của X chứa 23,08% C, 3,84% H và 73,08% F về khối lượng và có phân tử khối bằng 152. Hãy xác định công thức cấu tạo của X. Thì câu này cô sẽ chừa ở phần trên này một tí nhé. Cô gọi công thức phân tử CXHI FZ. Thì chúng ta có phần trăm của C sẽ bằng 12XZ trên cho M lớn. Suy ra nhân với 100%, XZ sẽ bằng phần trăm của C là 23,08% nhân với M lớn là 52 chia cho 12. Các em bấm máy tính bằng 1. Tương tự như vậy các em sẽ tính được Y phần trăm của H thì sẽ bằng 12 nhân Y, 1 nhân Y trên cho M lớn. Suy ra Y sẽ bằng phần trăm của H là 3,84% nhân với M lớn là 52 và chia cho 1. Vậy kết quả bằng 2. Và từ đây ta sẽ tính được Z sẽ bằng 52 mà trừ đi 12 sơ trừ đi Y. Và các em tính được kết quả bằng 2. Công thức phân tử CH2F2 và công thức cấu tạo thì bốn tính kết đơn trong phân tử. Câu 6. Geranium là một alcohol không no có trong tinh dầu hoa hồng, tinh dầu sả và nhiều loại tinh dầu thảo mộc khác. Đây là công thức cấu tạo của Geranium. A nhỏ, geranium thuộc loại alcohol bậc mấy? Vậy thì ở đây là C em. C này xung quanh nó liên kết đơn thì chắc chắn đấy sẽ là CH2. Vậy ta trả lời đấy là thuộc loại alcohol bậc 1. Geranium được hòa tan vào ethanol cùng một số hương liệu khác để làm nước hoa. Hãy giải thích tại sao geranium tan tốt trong ethanol. Là bởi vì là tạo được liên kết hydrogen với ethanol. Vì vậy sẽ tan tốt trong ethanol. Câu 7. Thực hiện phản ứng tách nước của alcohol có cùng công thức phân tử C5H11OH thu được hai sản phẩm chính là hai methyl bút hai en in. Vì vậy cô sẽ viết là bút là mạch chính là 4C. 1, 2, 3, 4. Liên kết đối ở vị trí số 2.
Nhánh CH3 ở vị trí số 2. 1, 2. À, các em muốn đánh đấy, được. Đây, đây là chất này. À, vì vậy, khi thực hiện phản ứng tách nước đúng với H2SO4 đặc này, thì nó sẽ có một cái cấu trúc mạch C, nó sẽ không thay đổi. Vậy một là nhóm OH sẽ ở sản phẩm chính, OH ở đây. Và các em sẽ điền H đầy đủ vào. Cái nhóm OH này sẽ tách cùng với C của H bên cạnh, đun ở 180 độ C. Hoặc là khung C không thay đổi và nhóm OH ở đây. Đun với axit sulfuric đặc chất. Trên này chúng ta sẽ đọc là đánh số thứ tư 1, 2, 3, 4. Nếu ta gọi tên sẽ là 2-methyl. Là 2-methyl đó. Butane. Butan. 2. Ổn. Còn ở đây sẽ là đánh từ trái sang. 1, 2, 3, 4. Gọi tên là ba mê thổ bu thàn hai ổn. Và vậy cô đã hướng dẫn các em ôn tập chương 5. Hẹn gặp lại các em ở các video bài giảng tiếp theo. Chúc các em học tốt nhé.